Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin nóng 19 giờ của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin tối sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bị cáo Hoàng Văn Hưng nhận mình ngay thẳng bị oan khiên. Vụ biệt thự lộng lẫy vi phạm ở Cà Mau, chủ tịch tỉnh chỉ đạo làm đúng luật. Người phụ nữ điều hành đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh số lượng lớn. Ngã xuống đường, người đàn ông đi xe máy bị container cắn tử vong. Ukraine tấn công vùng Belgorod của Nga bằng bom chùm. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết được cập nhật đến 19 giờ ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Trong vụ án chuyến bay giải cứu, bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu điều tra viên thụ lý vụ án, là một nhân vật đặc biệt. Từ phong cách tự tin, thách thức công tố viên đưa bằng chứng về số tiền 450.000 USD trong chiếc cặp số, đến việc liên tục kêu oan cũng như dùng nhiều từ ngữ gây sốc, tố ngược kiểm sát viên. Viện kiểm sát khẳng định bị cáo Hưng có hành vi lừa đảo chạy án cho hai bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Thị Thanh Hằng và Lê Hồng Sơn, công ty Blue Sky, không bị xử lý hình sự. Qua đó, bị cáo Hưng chiếm đoạt 800.000 USD. Với hành vi phạm tội trên, bị cáo Hưng bị đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án từ 19 năm đến 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, Hưng vẫn ngụy biện vấn đề trong đó có tiền không, ngoài lời khai của Tuấn không có bất kỳ chứng cứ nào. Hưng còn nói, mình là người ngay thẳng, khi có thời gian để ngụy tạo lời khai giữa mình và lái xe riêng mà không thực hiện. Viện kiểm sát cũng xác định, Hoàng Văn Hưng đã gặp gỡ, hướng dẫn Hằng, Sơn khai báo gian dối nhằm mục đích cá nhân, cụ thể như chọn địa điểm là tại nhà riêng của bị cáo Tuấn ngoài giờ hành chính vào buổi tối đêm muộn, không liên lạc trực tiếp với Hằng mà thông qua trung gian là Nguyễn Anh Tuấn bằng hình thức sử dụng sim rác, ứng dụng Viber để che giấu hành vi. Sau khi chuyển công tác, không còn chức năng nhiệm vụ thẩm quyền trong điều tra giải quyết vụ án, Hưng vẫn tiếp tục gặp Hằng kể cả sau khi Sơn bị bắt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có văn bản chỉ đạo tiếp theo về hướng xử lý đối với căn biệt thự lộng lẫy nhưng xây dựng sai luật của ông Hồ An Tập. Trong văn bản có nêu rõ, Chủ tịch tỉnh Cà Mau giữ quan điểm chỉ đạo trước đây, tức là vụ căn biệt thự của ông Tập. Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau rà soát và xử lý theo thẩm quyền. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo xin ý kiến hướng dẫn của cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực. Từ cuối năm 2022, cơ quan chức năng thành phố Cà Mau phát hiện căn biệt thự lộng lẫy của ông Hồ An Tập tại ấp 6, xã Tân Thành, thành phố Cà Mau được xây dựng sai luật, cần xử phạt hành chính và buộc khôi phục hiện trạng đất. Cụ thể, toàn bộ công trình xây dựng căn biệt thự này trên mặt bằng hơn 3.000 m², kể cả công trình phụ cận, đều nằm trên đất có quy hoạch là đất nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, vào ngày 10 tháng 3, 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường Cà Mau có công văn với nội dung qua rà soát, phần lớn diện tích đất đang chứa công trình biệt thự của ông Tập được phép chuyển mục đích sang đất ở nông thôn. Từ công văn này đã mở ra cơ hội được tồn tại, không phải tháo dỡ căn biệt thự của ông Tập. Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Lộc vừa cho biết, nhu cầu về các san lấp mặt bằng xây dựng các công trình giao thông, các công trình dân sinh đang rất lớn. Cũng vì vậy, lợi nhuận từ việc khai thác cát trái phép rất cao. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an đã xử lý 76 vụ khai thác cát trái phép trên địa bàn với 134 đối tượng và đã xử phạt hành chính hơn 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Lộc cũng nêu ra một số khó khăn như luật quy định chỉ có thể xử lý hình sự cát tặc nếu người vi phạm thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên hoặc số cát khai thác lậu phải có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên. Đó là chưa kể người chủ mưu thay vì đầu tư, mua sắm tàu thuyền, phương tiện khai thác lại đi thuê của người khác rồi giao cho người làm thuê nghèo khó vận hành. Khi bắt được, cơ quan chức năng khó xử lý phương tiện, còn những người làm thuê cũng chẳng có tài sản gì để phạt. Hôm nay 23 tháng 7, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đã triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, bắt giữ 5 đối tượng và thu giữ hàng trăm viên ma túy đá. Các đối tượng liên quan trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh vừa bị bắt giữ có Trương Văn Thành, 26 tuổi, ngụ phường An Bình, thành phố Biên Hòa; Lê Quốc Tuấn, 49 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; Đoàn Hồng Ngọc, 28 tuổi; Lê Hoàng Bảo Yến, 21 tuổi, cùng ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh; và Trần Doãn Tài, 22 tuổi,
ngụ thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thông tin ban đầu, công an thành phố Biên Hòa đã bắt quả tang đối tượng Trương Văn Thành cùng Lê Quốc Tuấn mang ma túy đá đi bán. Tiếp tục mở rộng điều tra, xác định số ma túy trên là do Tuấn và Thành góp 140 triệu đồng để mua từ đối tượng Nguyễn Thị Kim Trang tại tỉnh Bình Dương mang về thành phố Biên Hòa để tiêu thụ. Sau đó, cơ quan chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trang tại khu chung cư Biconbi, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì chỉ phát hiện Ngọc, Yến và Tài đang có mặt, nhưng đối tượng Trang đã biến mất. Công an tìm thấy tại đây gần 300 viên và 7 gói ni lông chứa chất bột màu trắng. Các đối tượng khai nhận là ma túy đá và ma túy hàng khay. Qua lời khai của các đối tượng cho thấy, Nguyễn Thị Kim Trang là người đứng đầu tổ chức điều hành đường dây ma túy này. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hải Dương hôm nay ngày 23 tháng 7 cho biết, Tòa án Nhân dân huyện Bình Giang, Hải Dương đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Hải Dương, 28 tuổi ở xã Thái Dương, huyện Bình Giang, bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, Nguyễn Hải Dương được giao quản lý quán karaoke Zing Club, địa chỉ ở huyện Bình Giang, tối 25 tháng 12 năm 2022. Dương Nguyễn Văn Bắc, 20 tuổi, ở huyện Bình Giang và Hoàng Kim Phát, 25 tuổi ở huyện Thanh Miện, Hải Dương, đến thuê phòng hát. Dương bố trí sắp xếp phòng, rồi điều hai nhân viên là Lê Thị Khánh Trang, 16 tuổi và Vũ Thị Thanh Trúc, 16 tuổi vào phòng phục vụ. Trong lúc hát, Bắc đặt vấn đề mua ma túy của Dương, thì Dương đồng ý bán cho Bắc 3 triệu đồng ma túy loại kẹo và ke. Đồng thời, Dương xào ke cho Bắc sử dụng ngay tại phòng hát. Trong lúc Bắc nằm nghỉ, Phát và hai nhân viên nữ cũng tự ý lấy ma túy của Bắc sử dụng. Dương biết nhưng vẫn đồng ý. Đến 2 giờ 45 phút ngày 26 tháng 12 năm 2022, bị công an huyện Bình Giang phát hiện bắt quả tang, thu giữ vật chứng. Sau đây là những thông tin nổi bật được chúng tôi vừa cập nhật. Hôm nay 23 tháng 7, công an tỉnh Sơn La cho biết, tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, đơn vị này đã phát hiện và bắt quả tang Hoàng Văn Quyết, 24 tuổi, ở xã Triền Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 150 túi, bên trong chứa 27.000 viên ma túy tổng hợp, 2.880,55 gram, 3 điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan khác. Tại cơ quan công an, Hoàng Văn Quyết khai nhận, mua số ma túy trên ở khu vực cửa khẩu Triền Khương, huyện Sông Mã, định mang về xuôi tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ. Đại diện Thủy đoàn 1 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an hôm nay ngày 23 tháng 7 cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ bị can truy nã đang lẫn trốn. Theo đó, từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022, bà Nguyễn Thị Lê Na, ngụ tại huyện Hòa Vang, Đà Nẵng đưa ra thông tin đấu giá dự án đất Hòa Liên Năm và Hòa Hiệp Liên Chiểu. Từ đó, bà Na yêu cầu anh HQH tên viết tắt và NQT tên viết tắt cùng trú ở Đà Nẵng đưa cho mình 2 tỷ đồng để nộp phiên đấu giá đất, nhưng sau đó sử dụng vào việc cá nhân nên anh H và T đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng. Quá trình điều tra, công an đã chứng minh làm rõ. Đến ngày 6 tháng 7, công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Na về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Na bỏ trốn và bị truy nã. Từ ngày 17 tháng 7, sau nhiều ngày tổ chức trinh sát, theo dõi đến ngày 22 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã bắt Na khi đang lẫn trốn tại phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong bên cạnh xe container. Bên cạnh đó, khẩn trương xác định danh tính nạn nhân, đồng thời trích xuất camera an ninh lấy lời khai nhân chứng vụ việc. Trước đó, khuya ngày 22 tháng 7, người dân khu vực nghe tiếng động mạnh phát ra từ phía đường Hiệp Bình, đoạn cách đường Phạm Văn Đồng khoảng 50m, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. Đến kiểm tra, họ phát hiện một người đàn ông nằm bất động bên cạnh xe đầu kéo container nên gọi báo cơ quan chức năng. Công an thành phố Thủ Đức cùng nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, nạn nhân đã không qua khỏi. Sau đó, nạn nhân nằm cạnh bánh xe container, cách đó không xa là chiếc xe máy nằm dưới lòng đường. Cả hai phương tiện di chuyển cùng chiều trên đường Hiệp Bình, từ quốc lộ 13 đi đường Phạm Văn Đồng. Hôm nay ngày 23 tháng 7, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Phùng Văn Huy, sinh năm 1989, trú tại Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, và Đỗ Tiến Thành, sinh năm 2000, ở xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, cùng tạm trú tại Đại Thanh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Trước đó,
Qua công tác nắm tình hình, công an xác định Phùng Văn Huy và một số đối tượng liên quan hình thành ổ nhóm có biểu hiện kinh doanh tài chính dưới hình thức bốc họ với lãi suất cao. Theo đó, công an xác định nhóm đối tượng cho vay tiền dưới hình thức vay bốc bác họ với tỷ lệ 10-8, cắt lãi trước, trả trong vòng 50 ngày. Khách vay 10 triệu đồng sẽ nhận về 8 triệu đồng, cắt lãi trước 2 triệu đồng, lãi suất cho vay 146% một năm. Trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023, nhóm đối tượng này đã cho nhiều khách vay ở nhiều quận huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội như Hà Đông, Chương Mỹ, Thanh Oai, Thanh Trì với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Công an thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận hôm nay 23 tháng 7 đã tạm giữ nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe lạng lách đánh võng trên quốc lộ 55. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, tổ công tác liên ngành Công an thị xã La Ghi phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động Bộ Công an K02 Bộ Công an đang tuần tra trên tuyến quốc lộ 55. Khi đến đoạn qua phường Tân An, thị xã La Ghi, phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe từ thị xã La Ghi về hướng huyện Hàm Tân với tốc độ cao. Tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra, nhóm này đã không chấp hành mà tăng ga, lạng lách đánh võng bỏ chạy. Tổ tuần tra đã đuổi theo và truy bắt được 9 phương tiện cùng các đối tượng. Thông tin quốc tế nổi bật trong hôm nay sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Thông tin từ hãng thông tấn Nga TASS cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm Nga, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Điện Kremlin cho biết trước đó, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các vấn đề cấp bách liên quan đến sự phát triển hơn nữa của quan hệ đối tác chiến lược và liên minh Nga-Belarus cũng như hội nhập trong nhà nước liên minh. Ngược lại, các quan chức Minsk chỉ ra rằng các tổng thống sẽ đề cập đến một loạt các vấn đề cơ bản và quan trọng nhất của quan hệ song phương, bao gồm những vấn đề liên quan đến an ninh, chương trình nghị sự quốc tế, hợp tác kinh tế, thực hiện các chương trình của nhà nước liên minh và hợp tác chống lại áp lực trừng phạt bất hợp pháp. Thống đốc vùng Belgorod của Nga, ông Yaroslav Gladkov cho biết Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một ngôi làng ở vùng này bằng bom chùm. Cụ thể, Thống đốc Gladkov cho biết trên Telegram vào hôm nay 23 tháng 7 rằng có ít nhất 3 quả bom chùm đã được lực lượng của Kiev sử dụng trong một cuộc tấn công quy mô lớn vào khu vực định cư Zhuravletka ở Belgorod. Theo ông, 21 quả đạn pháo và 10 quả đạn cối cũng đã được bắn vào ngôi làng. Khu vực này cũng là mục tiêu của một máy bay không người lái UAV cảm tử. Không có thương vong hay thiệt hại nào được ghi nhận ở Zhuravletka do hậu quả của vụ pháo kích. Ngoài ra còn có nhiều cuộc pháo kích tấn công bằng súng cối và UAV nhắm vào hàng chục khu định cư khác ở vùng Belgorod trong cùng ngày. Tại làng Ilet Penkovka, 12 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi một vụ nổ. Mặt tiền của các tòa nhà bị hư hại và cửa sổ bị vỡ, nhưng không có thương vong nào được ghi nhận. Ukraine hiện chưa bình luận về cuộc tấn công vào Belgorod. Một vụ xả súng đã diễn ra vào rạng sáng hôm nay, 23 tháng 7, trên phố Mavic, thành phố Sydney, Australia, khiến 3 nạn nhân bị thương, trong đó có 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ trong độ tuổi từ 19 đến 25. Hiện các 3 nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện để điều trị, trong đó bệnh nhân nữ đang trong tình trạng ổn định, còn 2 người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát trưởng Simon Glasser cho biết nhiều phát súng đã được bắn vào cả 2 phương tiện trước khi ít nhất một tay súng bỏ trốn khỏi hiện trường. Bên cạnh đó, cảnh sát đang tiến hành điều tra và họ tin rằng đây là một cuộc tấn công có chủ đích. Cũng theo cảnh sát, khoảng 5 phút sau khi xảy ra vụ xả súng, một chiếc xe đã bốc cháy trên phố Army ở công viên Regent. Cảnh sát đang điều tra mối liên quan nếu có giữa hai vụ việc này không. Cảnh sát Colombia cho biết đã có ít nhất 9 người thiệt mạng và khoảng 30 người bị thương sau khi một xe buýt lao xuống vực núi ở tỉnh Santander ở nước này trong ngày 22 tháng 7. Vụ tai nạn này xảy ra tại khu vực giữa hai thị trấn Playón và La Esperanza, cách Playón khoảng 25 km. Chiếc xe trên đã bị mất lái và lao xuống vực núi. Cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và phòng vệ dân sự cùng nhiều người dân địa phương đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ. Cũng liên quan đến vụ tai nạn trên, Tổng Giám đốc Cơ quan An toàn Đường bộ Quốc gia Colombia Lina Margarita Juari xác nhận các giấy tờ về chiếc xe trên là hợp lệ và nhà chức trách đang tiến hành điều tra về vụ tai nạn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 19 giờ tối. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!